đây là một loại quái vật có thể đọc được tâm trí con người. Nó bắt được mọi ý định phạm tội trong đầu người. Chỉ cần trong não nảy sinh ý nghĩ xấu xa, hoặc là ham muốn sắc đẹp, nó sẽ phát tới não của tội phạm một loại sóng âm thanh. Sóng âm mạnh sẽ làm cho não bộ hóa thành một vũng nước, từ đó biến tội phạm thành một xác chết biết đi. Cũng vì đặc điểm này của nó mà đã bị ngân hàng sử dụng. Ngân hàng sẽ để nó kiểm tra suy nghĩ của từng vị khách. Không chỉ như vậy, lúc khách hàng tiến vào, còn cần xác minh di truyền để kiểm tra. Trong thời gian này, tòa bộ hành động đều bị giám sát. Chỉ cần đột nhập mà không được cho phép, cơ thể sẽ bị đốt thành tro. Cả ngân hàng có thể nói là không gì phá nổi. Thế nhưng ngân hàng có vẻ an toàn nhất trong thiên hà này. Cũng không thể ngăn chặn vụ cướp vượt không gian và thời gian rất thú vị. Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, tiến sĩ vốn đang ở trái đất nhận được một cuộc gọi. Bởi vì số của ông ít ai biết được, nên tiến sĩ cũng tò mò lập tức nghe máy. Thế nhưng ngay giây sau, ông đột nhiên xuất hiện ở một căn mật thất. Điện thoại trong tay cũng biến thành một loài vật. Ngoài ra còn có hai người khác trên bàn cũng giống ông. Có người cố ý tập hợp họ với nhau. Theo kinh nghiệm tiến sĩ đưa ra phán đoán, loại sâu này có tên là sâu ăn trí nhớ. Nó sẽ ăn một phần ký ức trong não người. Mấy người bình tĩnh xong tỉ mỉ nghĩ lại, quả nhiên họ đã mất một phần lớn ký ức. Đúng lúc này, máy tính ở trên bàn đột nhiên phát một đoạn video. Một người tự dưng là người dệt mộng nói với họ, nơi đây chính là ngân hàng an toàn nhất ngân hà. Muốn sống nhất định phải nghe lệnh của hắn. Nhiệm vụ của bọn họ chính là cướp ngân hàng này. Vừa dứt lời, bảo vệ tuần tra ngân hàng đã phát hiện ra nơi này. Tom nhanh chóng tải bản đồ do người kia cung cấp. Hóa ra anh ấy là người sửa chữa. Toàn bộ não của anh chính là máy chủ của máy tính. Mà người phụ nữ này cũng không đơn giản. Cô ấy thuộc tộc thần lằn, có thể mô phỏng bất cứ sinh vật nào. Tiến sĩ nghe xong lập tức lấy một thiết bị ra. Đây chính là dữ liệu di truyền của vị khách nào đó tại ngân hàng. Tất cả đều nằm trong tầm tay của người dệt mộng. Hắn ta muốn Jennifer ngụy trang thành khách hàng tiến vào trong. Mấy người vì mạng sống chỉ có thể mạo hiểm. Thế nhưng khi tất cả đều đang tiến hành thuận lợi, hệ thống cảnh báo của ngân hàng đột ngột kích hoạt, cả tòa nhà bị phong tỏa. Một con quái vật trong bộ đồ tu nhân đi tới. Hệ thống phát hiện có ai đó định phạm tội, mà người này chính là kẻ tình nghi đầu tiên. Giám đốc ngân hàng để con quái vật kiểm tra. Mặc dù anh chàng cố ý thay đổi suy nghĩ, nhưng vẫn bị con quái vật bắt được. Nó phát ra một loại sóng âm. Anh chàng lập tức gào thét đau đớn. Quái vật khiến bộ não của anh ta biến thành chất lỏng. Có anh chàng kia chắn đạn nhóm tiến sĩ vào được ngân hàng. Thế nhưng muốn vào kho tiền không phải dễ. Họ cần nói vào hệ thống tên đã lưu trong dữ liệu. Tiến sĩ bảo Tom nhanh chóng ra một lượt bản đồ. Bản đồ hiển thị toàn bộ tầng dưới chân bọn họ, cũng là toàn bộ huyết mạch của ngân hàng. Tiến sĩ trầm ngâm nhìn vào quả bom trong vali. Hóa ra tất cả vẫn nằm trong tính toán của hắn. Người dệt mộng đã nhắc tới việc cho nổ sàn nhà từ trước. Nhưng một khi báo động bị kích hoạt chắc chắn họ sẽ chết. Tiến sĩ cân nhắc một hồi cuối cùng vẫn quyết định cho nổ. Ông tin kế hoạch của người dệt mộng sẽ không có sai sót. Quả nhiên, sau khi quả bom nổ không phát ra âm thanh nào, đây là một quả bom dịch chuyển không gian. Nó có thể vận chuyển các hạt căn bản tới một mặt phẳng khác. Sau đó, họ tìm thấy một chiếc vali trong tầng hầm. Hóa ra người dệt mộng đã từng tới đây. Hơn nữa còn chuẩn bị 6 máy nghiền nguyên tử. Tạm thời tiến sĩ vẫn chưa biết tác dụng của nó. Thế nhưng đúng lúc này, con quái vật bị nhốt dưới hầm đã phát hiện ra dị thường. Jennifer đã bị nó đọc tâm trí ngay lập tức. Lúc này vừa hay cô đang có ý đồ phạm tội. Chỉ cần bị con quái vật nhắm trúng, người đó chết chắc. Tiến sĩ không nhẫn tâm nhìn cô ấy bị hành hạ. Ông đưa một máy nghiền nguyên tử cho cô. Người dệt mộng một lần nữa đoán được hành động của họ. Jennifer lập tức biến mất không còn dấu vết. Cuối cùng ba người cũng tới được kho tiền. Nhưng kết bảo hiểm ở đây phức tạp hơn nhiều. Tom cần phải có thời gian để giải mật mã. Con quái vật đang ngày càng tới gần. Thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa. Tiến sĩ quyết định bảo Clara hy sinh, dẫn con quái vật rời đi. Thế nhưng ngay giây phút quyết định cuối cùng, Tom đột nhiên thay đổi kế hoạch tác chiến. Anh tải thông tin về tội phạm xuống não bộ của mình. Điều này đồng thời cũng hấp dẫn sự chú ý của con quái vật. Tom không muốn hai người họ vì mình mà chết vô ích. Có lẽ tiến sĩ và Clara mới là nhân vật chính. Vì thế Tom là người thứ hai hết đất diễn. Lúc này nhiệm vụ cũng rơi vào bế tắc. Không còn Tom, không ai mở kết bảo hiểm nữa. Ngay lúc tiến sĩ tuyệt vọng, trên trời bỗng vang lên tiếng động lớn. Thiên hà họ đang ở đang hứng chịu các tia gamma, mà cơn bão cũng vừa hay làm hỏng hệ thống an ninh. Tiến sĩ lúc này mới bừng tỉnh. Hóa ra người dệt mộng tới từ tương lai. Họ cố tình được gửi đến vào thời điểm cơn bão bùng phát. Chỉ khi tới thời điểm này, ngân hàng mới yếu ớt nhất. Vừa nói xong, cánh cửa tự động từ từ mở ra. Tiến sĩ và Clara nhanh chóng tiến vào. Thế nhưng ngay sau đó, con quái vật đột nhiên xuất hiện trước mặt tiến sĩ. Cứ như vậy cả hai bị bắt sống. Theo như quy định ở đây, giám đốc quyết định thiêu hủy cả hai. Mà lúc nào bão mặt trời ngày càng dữ dội hơn, toàn bộ hành tinh có thể bị tàn phá vì điều này. Sau đó, hai người bị đưa tới phòng hành quyết. Nhưng điều khiến tiến sĩ không ngờ tới là
đối phương chính là Jennifer. Hóa ra họ chưa chết. Thực ra chẳng có cái máy nghiền nguyên tử gì cả. Nó là một thiết bị dịch chuyển không gian. Cả hai chẳng qua chỉ bị người diệt mộng đưa tới một nơi khác, thuận lợi thoát được xong. Tìm thấy một kho tiền tư nhân, nơi đây mới chính là mục đích cuối cùng của họ. Đúng lúc này, tiến sĩ đột nhiên phát hiện trên chiếc ghế có một người khác đang ngồi. Người này chính là chủ tịch của ngân hàng. Hình dáng cô ấy giống hệt với giám đốc ngân hàng. Hóa ra chủ tịch không tin bất kỳ ai. Toàn bộ nhân viên đều là bản sao của chính cô ấy. Chỉ có như vậy mới vĩnh viễn giữ được của cải. Thế nhưng trong cuộc nói chuyện này, tiến sĩ đột nhiên hiểu được tất cả. Ông vội vàng lấy ra một tờ giấy ghi số điện thoại của mình. Tin rằng rồi sẽ có ngày chủ tịch ngân hàng sẽ gọi cho mình. Thấy bão mặt trời sắp hủy diệt hành tinh, tiến sĩ để chủ tịch mang theo của cải nhanh chóng chạy thoát. Ba người còn lại không hiểu được ông định làm gì. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì để đảm bảo những suy đoán của mình là chính xác, tiến sĩ cố ý để con quái vật đọc suy nghĩ của mình. Hóa ra người gọi điện ở đầu kia chính là chủ tịch. Cô ấy từng là người giàu nhất vũ trụ, nhưng khi nhớ lại tội lỗi của mình trước khi chết, đó là hai con quái vật đọc được suy nghĩ duy nhất còn sót lại. Vì để ép buộc chúng làm việc cho mình, cô không tiếc mọi cách bỏ tù chúng. Ngay giây phút bão mặt trời sắp tới, cô cuối cùng lựa chọn bỏ chạy. Một chủng tộc cũng vì cô mà bị hủy diệt. Vì để thay đổi kết cục này, cô mới liên hệ với tiến sĩ. Hóa ra người dệt mộng cũng chính là tiến sĩ. Với tư cách là người điều khiển thời gian, ông có thể du hành ngược thời gian. Lần hành động này anh ấy đã chọn đúng người. Thêm vào đó đã biết trước được tương lai, nên mới diễn vụ cướp vượt thời gian và không gian này. Sáu thiết bị dịch chuyển không gian đó cũng chính là công cụ để bốn người và hai con quái vật chạy trốn. Cuối cùng tiến sĩ thành công thay đổi lịch sử. Hai con quái vật đọc tâm trí trở lại quê.